siêu phẩm Giáng Làng này. Bể bể chắc khoảng độ 1m8 nhỉ. Bể dài 1m8 nhỉ. Bể dài được 1m8. Bể 1m2, 1m7. 1m7. Suýt trùng. Đấy, giới thiệu các bác cây xanh Giáng Làng của mình kia. Ấy. Cụ còn thấy đẹp nữa. Đấy. Thành vách, thành vách. Cây này lùn lắm. Cây này chắc chỉ mét đổ lại. Một mét. Tầm ý thôi, tầm mét thôi. Một mét rộng 1m8. Chiều rộng 8m8. Đây, anh Kiện đây. Chủ nhân của tác phẩm đây. Lại mời chủ nhân đọc lại cái số của chủ nhân nghe. 0967 113 013. Đấy, thuộc bố và số cuối rồi. Mày đã kéo một này đi rồi. Cho em con trước bay mày à anh. Đấy. Con trước bay à? Sao anh? Con trước bay đi à? Đâu anh để nhà. Nặng. Đấy, sườn này. Sườn này, vật sườn này. Đấy, ôm đá này. Ôm đá dễ như vắt vắt nước này. Đấy, bệt như vắt nước. Giá mà nay mà nắng nắng đi tốt nhỉ. Sáng cái ra thì nó đỡ lẫn với cái màu nước, màu nước. Những cái sáng. Hoa đây, mặt sau đây, mặt nào cũng chơi được. À quên, chưa hỏi giá nhỉ. 50 triệu anh nhé. Anh em thiện chí alo là kiểu gì cũng đưa về đấy. Đấy. Đã kê đá rồi đấy, đã tương trợ đá rồi. Đấy, anh em. Bốn mặt luôn. Tiếc là không trèo lên đỉnh mà quay xuống cho bác xem thôi. Bốn mặt này các bác hình dung nhé. Thành vách kinh điển. Thành vách. Già nua bết bát. Chả biết thế nào đấy. Ê. Ok. Căn mét đá trước của chú quay rồi chú làm gì? Vâng. Anh thảo đá ra nhìn cây của cây này bóng nó rộng, nó lùn như đẹp. Lại có đá và nó hơi lêu đêu nhỉ? Có đá quá lêu đêu nhưng phải lêu đêu. Đấy, giờ này sau ít lâu nữa thôi rồi nó đất biết nó ổn định rồi nó khác lắm. Quá đẹp. Đấy, làm phát từ dưới lên này. Đấy. Hy vọng là tìm được chủ nhân đích thực. Chúc anh Kiện giao lưu thành công nhé. Cây đẹp đến được với người đam mê.
Thông Tị này không có cây mới. Sang đây. Sang đây thôi. Chịu, không bê được lên máy, chịu. Nặng lắm, nay có thấy cây nào anh? Cây gì, cây nào vào mắt? Nay ít cây các bạn nhỉ. Đây giờ lớn quá nhỉ. Có tay đầu lớn. Rượu mà mua thì em không biết nào đâu. Đấy, cái này bao nhiêu anh biết nhỉ? 30 triệu. 30 đấy, hay đấy. Cái chỗ này như chỗ nào mà như chỗ này là ok này. Đấy. Tay viết như này là đẹp. Tội là nó không được lành lặn lắm, bị cháy dở dập này. Cháy dập. Anh Minh làm đi. Anh Minh. À, hai con liền vừa nãy tưởng là con này làm xong rồi. Con này xong rồi. Này bao nhiêu anh? 8 triệu. Đấy. Đấy. Gần như hoa đấy. Đấy, đang. Đang kiểu như thanh lý đấy. Hàng một người bê đấy nạ. Chỗ nào như chỗ này thì cũng ok đấy nha. Đổi tiền quá. Hơn nhau có tí đấy thôi. Hơn nhau tí thôi là quả này, quả này hay đấy nha. Đấy, giá rẻ. Đấy, nở nở đấy, sạch sạch. Quả ớt này, ớt này, ăn này, lấy ớt này. Thằng này nó lại kéo phồng đỡ ra, đỡ. Nó kéo đấy đấy. Vâng, sau nó đỡ. Ông này thì bao nhiêu anh? Đấy. Đây bán 15 triệu. 15 đồng à? Bán rồi gì? À, bán rồi. À, nào anh Dũng anh cứ loay hoay từ sáng. Dũng Hoàng, cây này của Dũng Hoàng. Đẹp đấy, thở về nuôi là ok đấy, quá ngon. Rất trực, rất bề vệ đây. Cũng ngồi thùng xốp một thời gian rồi. Con dứa này bao nhiêu anh? 4 sọi. 4 sọi. Đấy, 4 sọi. Cái phần thân mặt trước đẹp quá. Ông nào sáng nay có ông nào không hỏi vào hộ cây này quái cũng chưa ra chợ và cây này là cây nào không biết giờ nhìn thấy quen quen rồi không phải ông đang ở chợ bây giờ ông đâu không biết. Viễn
Đây, vừa gì cô bác gì bác hỏi tôi đấy. Bây giờ tôi mới nhìn thấy cây này đấy. Nãy tôi gửi ảnh lúc ấy tôi còn đang ở nhà tôi chưa ra. Thế mà tôi còn nhìn, tôi chưa nhìn thấy cây này bao giờ. Bác ở đâu Quý Long à? Ra đây gặp thì tôi không biết. Cây bốn sợi đây. Đây, đây số của chủ nhân đây, viến nhưng mà viến cây này mày gai gãi ra cái mẹ nhỉ, cắt nhỉ. Tình cầy lắm, tình cầy lắm. Đấy, để thấp này thì chả ai nhìn đâu. Gãi ra. Là người quan trọng là người ta nuôi được các bác. Có ý tưởng trong đầu rồi nhưng người ta nuôi được. Mình nhiều khi có ý tưởng mà không nuôi được, chịu.